Hoàng Bách bức xúc với VTV vì mời hot girl bình luận bóng đá. Nam ca sĩ cho rằng việc các hot girl không có hiểu biết về bóng đá bình luận chuyên môn là một thảm họa của VTV. 4 năm mới diễn ra một lần, World Cup luôn chứng tỏ là một giải đấu nóng nhất hành tinh, cho nên sống cùng với bóng đá là khẩu hiệu của nhiều bạn trẻ gia đình. Trong tháng diễn ra World Cup 2018, năm nay VTV lại tiếp tục thu hút sự chú ý. Với dàn hot girl xinh đẹp với trang phục nóng bỏng nhất tham gia vào chương trình bình luận trước và sau trận đấu. Như các mùa World Cup và Euro trước, các hot girl này chỉ chủ yếu tham gia vào công tác làm nóng trước trận đấu. Tuy nhiên lần này, VTV quyết định cho các cô gái trẻ thâm nhập sâu hơn vào công tác bình luận trận đấu. Các cô gái với trang phục bắt mắt trực tiếp tham gia chém gió cùng các chuyên gia về bóng đá. Với vốn kiến thức có hạn của mình, nhiều tình huống dở khóc dở cười và những phát ngôn khó đỡ được các cô thể hiện trực tiếp trên truyền hình quốc gia khiến khán giả ngán ngẩm, cư dân mạng bàn tán trái chiều. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Hoàng Bách đã bày tỏ sự khó chịu của anh đối với chương trình này của VTV. Nam ca sĩ cho rằng việc lên hình các cô gái xinh đẹp trong một sự kiện giải trí là điều tốt, tuy nhiên chỉ nên dừng lại mức độ giải trí mà thôi. Việc để các cô gái lấn quá sâu vào hoạt động bình luận chuyên môn thì không nên để xảy ra. Hoàng Bách bức xúc vì sự góp mặt của các hot girl trong phần bình luận chuyên môn. Đôi lời cùng VTV World Cup, bóng đá và gái đẹp là một ý tưởng rất tốt, nhưng cách các bạn đang làm thì thực sự rất tệ. Không chọn được người đủ tiêu chuẩn cho một sự kiện lớn, tốn mấy trăm tỷ đồng và nhiều sự quan tâm của cả xã hội thì nên dừng lại hoặc thay đổi, để thấy này là lãng phí và thiếu tôn trọng người hâm mộ. Chẳng có cô hot girl nào từ chối được sức hút của việc xuất hiện trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia và những thời khắc nhiều đàn ông hớn hở như thế này, nên đừng trách các em ấy. Con thiêu thân nào trốn được ánh lửa chứ, đưa các em lên thế này là giết các em và giết luôn cảm xúc của người xem bóng đá. Cho nên theo tôi, nên cắt những phần xuất hiện vô duyên và nhạt nhẽo này. Bình luận đơn giản và giàu chuyên môn là được rồi, lâu lâu xuất hiện một em thật tươi. Không biết gì về bóng đá cũng được. Nhưng ngồi cười và thả tim thôi, cấm cho nói. Nghệ sĩ có xuất hiện thì cũng nên kiểm tra một chút về trình độ bóng đá. Phải biết Maradona người Brazil và Pele thì là gốc Ấn Độ kiểu thế. Đừng để phí sóng, phí thời gian, thuế của dân cả đấy. Nhảy cầu nhiều có khi cũng vì cảm xúc bế tắc khi xem các em chém đấy, Hoàng Bách bức xúc. Trước đó, từ phía dư luận, nhiều người cũng lên tiếng về sự xuất hiện của dàn hot girl trong chương trình bình luận trước và sau các trận đấu thuộc World Cup 2018. Facebook Bảo Khanh chia sẻ, rất khó chịu khi thấy mấy bạn này xuất hiện ở phần bình luận, trong khi mọi người đang sụp sôi vì bóng đá, mấy bạn lên nói lẩm nhảm như hài kịch, chưa kể ăn mặc thì họ đến nửa ngực rồi, phản cảm và chẳng có chút tinh thần thể thao nào. Cũng có những ý kiến nói thẳng đến các cô gái xinh đẹp như, bình luận thì cần kiến thức chứ không cần hình thức. Cầu xin mấy em ở nhà đi, đừng lên sóng làm trò cười nữa. Và cũng mong nhà đài dẹp luôn đi ạ. Hay khán giả của nickname Nhã Phương ngao ngán cho biết, em lạy luôn ạ, VTV không nên mời những hot girl này làm mất hình tượng chương trình thể thao. Từ ngày mấy chương trình bình luận có thêm mấy em này, em ngắm ngẩm luôn, mất cả hay. Năm nay VTV làm World Cup dở quá,